Hello, chào cả nhà, vẫn là em đây. Họ của em hiện tại bây giờ đang nằm ở quận Chánh lên hồi chiều ngày hôm qua. Hôm nay là chính thức bán được một ngày. Nha cả nhà, của em hiện tại là 4 lô. 4 lô của mình hiện tại đang ở nhà văn hóa thiếu nhi Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tình hình của chợ hoa ngày hôm nay. Ngày hôm qua mình không biết, nhưng ngày hôm nay thì mình sẽ đi ảo một vòng cho cả nhà xem. Đây. Đi bán hoa mà cứ nhiệt còn hơn là đi chơi luôn nha cả nhà. Người bán thì nhiều, người mua thì lại không có. Đây cũng là một lô mai của mình hiện tại, kính liền kề. Còn lô kế bên đây, dạng thọ người ta xả chỉ còn 40k trên một cặp nha cả nhà. Xin nhắc lại, dạng thọ 3 cây, bông bự hiện tại còn 40k trên một cặp. Đây mình sẽ cho cả nhà đi xem một vòng. Bốn mươi ca trên một cặp. Còn đối với mình sẽ không bán rẻ, chẳng thà mình đem về nhà hoặc mình cho chùa hoặc cho phường hoặc cho xã hay có thể cho nhà văn hóa luôn, nhưng tuyệt đối mình sẽ không bán rẻ nha cả nhà. Họ của mình đang chuẩn bị lên thêm 2 xe nữa để đánh ngày mai. Không được nữa thì số trời đã định, đã an bài cho mình. Đây là chợ hoa. Hiện tại bây giờ thọ bán không được luôn nha cả nhà. Hoàn toàn thọ. Cả nhà thấy đêm 29 mà nó như thế này đây. Năm rồi chỗ này không có đường đi luôn, kẹt xe luôn nha cả nhà. Mà năm nay nó như thế này. Đây. Hiện tại bây giờ chợ hoa hiện bây giờ các nhà vườn đang xả. Xả và xả từ chết đến chết, chứ không có chết mà bình thường nha cả nhà. Từ chết đến chết. Nhưng phương châm của mình thì mình sẽ tuyệt đối không bao giờ mình xả. Hiện tại của mình báo với cả nhà luôn, vẫn giữ giá 120.000 trên một cặp nha cả nhà. Đây, đám thọ này hiện tại xả 60.000 trên một cặp. Đi chợ hoa mà 60.000 trên một cặp thì bạn nghĩ coi mình ăn gì, chi phí gì, mua vườn bao nhiêu, chi phí tiền xe, tiền lô, tiền bãi, rồi tiền công đứng bán, ngồi bán, giăng nắng, thổi bụi. Đây cả nhà thấy hiện tại bây giờ là khách lai rai thôi. Mình đi chợ hoa mà làm như là mình đi chơi vậy đó. Hoàn toàn bán không được nha cả nhà. Ở đây là ngay chợ hoa của trung tâm huyện Bình Chánh luôn. Năm rồi nói thẳng chung ra là nguyên tuyến đường này là chỉ có đi bộ thôi, chứ không có xe gắn máy hoặc xe hơi nào đi được luôn đó nha cả nhà. Nhưng năm nay đành chấp nhận phải chịu. Hy vọng ngày mai có tiến triển tốt hơn gì hay không. Hiện tại thì giờ chết rồi, từ chết đến chết, không còn khả năng mà để sống đó nha. Từ chết đến chết luôn, bán không được luôn nghe cả nhà. Đây toàn khu vực này người bán thì nhiều, người mua lại không có. Chỉ leo hoa đó, lúc vô trong luôn nha cả nhà, lúc vô trong luôn.
thôi mình cũng làm biến đi quá. Thì báo cáo với tình hiện tại bây giờ là nó đã như vậy. Nhà vườn có, thương lái có. Hiện bây giờ sổ 60k trên một cặp. Chủ vườn đem ra hiện tại bây giờ sổ 40k trên một cặp nha cả nhà. Hiện tại là ở nhà văn hóa huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà. Rồi thôi mình xin xuống like nha cả nhà. Chúc cả nhà có một vụ cập bến vào bờ an toàn nha cả nhà. Nhưng đối với mình hy vọng chỉ ngày mai. Ngày hôm nay mình trực tiếp ở chợ thì mình đã đoán được tình hình. Nếu ngày mai không tiến triển tốt, có thể mình sẽ đi Bình Dương, mình sẽ bán nước tương nha cả nhà. Phương châm của mình bán được thì bán không được thì một bỏ tại chỗ mà phải bẻ bông hoặc gãy để mình lấy chậu về nhà thôi nha cả nhà. Hai, mình sẽ để nhà văn hóa đây cho nhà văn hóa chân. Ba là mình sẽ đem cho chùa nhà thờ nha cả nhà. Nhưng tuyệt đối phương châm của mình sẽ không bao giờ mình bán rẻ hay bán xả. Mình đã nói từ đầu rồi, mình sẽ chết sống 2 ngày cuối hoặc 3 ngày cuối của cuối năm thôi nha cả nhà. Rồi thân chào cả nhà, mình xin xuống tay đây, tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng, tiền vào như nước, tiền ra như rùa nha cả nhà. Xin tạm biệt. Mình xin kết thúc video đây.